2. Điều giới tránh xa sự trộm cắp. Adin Nadana Vera Mani Sikhabadang Samadhi Yami. Nghĩa phân tích chữ A. Không được phép. Đín ná, của cải, tài sản mà chủ nhân cho. Adana, lấy, chiếm đoạt. Vera Mani, tác ý tránh xa. Sikha Bá Đăng, điều giới, giới. Samadhi Gia Mí, con xin thọ trì. Adin Nadana, lấy, chiếm đoạt của cải, tài sản mà chủ nhân không cho phép hoặc chủ nhân đang giữ gìn. Người lấy, chiếm đoạt của cải, tài sản mà người chủ không cho bằng cách trộm cắp, cướp giật, lường gạt, đánh tráo vân vân đều bị phạm điều giới trộm cắp. Nghĩa toàn câu: con xin thọ trì điều giới của tác ý tránh xa sự trộm cắp. Chi pháp phạm điều giới trộm cắp. Người phạm điều giới trộm cắp khi hợp đủ 5 chi pháp. 1. Của cải có chủ giữ gìn, Barabba Ritga Hy Tăng. 2. Biết rõ của cải có chủ giữ gìn, Barabba Ritga Hy Tá Sanh Nhí Ta. 3. Tâm nghĩ trộm cắp, Thay Giá Chí Tăng. 4. Cố gắng trộm cắp, Bá Dù Gu. 5. Lấy được của cải ấy do sự cố gắng, Avaharu. Nếu người nào có đầy đủ 5 chi pháp này thì người ấy phạm điều giới trộm cắp. Nếu không đủ 5 chi pháp thì không phạm điều giới trộm cắp. Giảng giải về điều giới trộm cắp. Của cải, đó là các thứ tài sản tiền của, vàng bạc châu báu. Các thú vật như voi, ngựa, trâu bò. Các thứ sở hữu trí tuệ là những thứ của cải giá trị có chủ. Tác ý bất thiện tâm trộm cắp có hai cách. Bằng thân, tự mình chiếm đoạt của cải người khác. Bằng khẩu, dùng lời nói lường gạt hoặc sai khiến người chiếm đoạt của cải người khác đem về cho mình. Cố gắng trộm cắp có 6 cách. 1. Do chính mình trộm cắp của cải người khác. 2. Sai khiến người trộm cắp của cải người khác. 3. Ném hàng hóa đồ đạc qua các trạm thu thuế, cửa khẩu để trốn thuế. 4. Sai khiến người rằng chờ có cơ hội hãy trộm cắp của cải ấy, không hạn định thời gian. 5. Dùng bùa chú thuốc mê làm cho người chủ mê muội rồi chiếm đoạt của cải. 6. Dùng thần thông lấy nước hồ để uống. Trường hợp vị sa di xin nước hồ để uống, Long Vương giữ hồ không cho, vị sa di này dùng thần thông để lấy nước hồ uống. Trường hợp này không gọi là trộm cắp, vì người chủ là Long Vương giữ hồ và lượng nước hao tốn quá ít. Ác nghiệp nặng nhẹ của điều giới trộm cắp. Ác nghiệp nặng hoặc ác nghiệp nhẹ của điều giới trộm cắp được căn cứ vào giá trị của cải, tài sản nhiều hoặc ít, và căn cứ vào chủ nhân có giới đức hoặc không có giới đức. Nếu người trộm cắp của cải tài sản có giá trị nhiều thì ác nghiệp nặng. Nếu người trộm cắp của cải tài sản có giá trị ít thì ác nghiệp nhẹ. Nếu người trộm cắp của cải tài sản của bậc xuất gia thì ác nghiệp nhẹ. Nếu người trộm cắp của cải tài sản của chung, của nhà nước thì ác nghiệp nặng. Nếu người trộm cắp tài sản của bậc thánh nhân thì ác nghiệp nặng. Nếu người trộm cắp tài sản của hạng phạm nhân thì tội nhẹ. Nếu người trộm cắp của cải tài sản của chư đại đức Tỳ Khưu Tăng thì tội nặng hơn cả. 25 cách trộm cắp. 25 cách trộm cắp được chia ra làm 5 phần, mỗi phần có 5 cách. 1. Nana phanh đá, banh chả cá. Tội trộm cắp các của cải tài sản nhiều loại có 5 cách. 1.1. Adi Giá Ná, Adin Nada Ná. Một người muốn chiếm đoạt của cải tài sản như đất đai, nhà cửa của người khác bằng cách thưa kiện ra tòa. Trường hợp này, người có mua đồ chiếm đoạt tài sản của người chủ mà không liên quan đến nợ nần, tài sản thế chấp, mà đó chỉ là mưu đồ muốn làm chủ đất đai, tài sản hoặc nhà cửa người khác. Việc ra tòa xét xử lâu ngày khiến cho người chủ nản lòng, có ý nghĩ buông bỏ tài sản ấy rằng tài sản của ta chắc chắn
sẽ thuộc về của người khác rồi. Như vậy, người có mua đồ chiếm đoạt của cải, tài sản, đất đai, nhà cửa của người khác hợp đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 1.2. Harana Adin Nadana. Một người làm thuê mang của cải người khác đến một nơi đã định, trong khi đang mang của cải đi trên đường, người ấy phát sinh tâm tham muốn chiếm đoạt làm của mình. Khi tâm nghĩ trộm cắp phát sinh, người ấy chỉ cần di chuyển của cải ấy rời khỏi chỗ cũ chút đỉnh, ví dụ như từ vai phải sang vai trái, hoặc từ tay phải sang tay trái. Như vậy, người làm thuê mang của cải ấy hợp đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 1.3. Ava Harana Adin Nadana. Ông A nhận giữ hộ của cải của ông B. Về sau, ông B đến gặp ông A xin lấy lại những thứ của cải mà trước đây ông B đã gửi gắm nhờ ông A giữ hộ. Ông A có tâm tham muốn chiếm đoạt của cải của ông B, nên ông A đã phủ nhận rằng: "Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ của cải của ông." Khi ông B, người chủ của cải, không còn hy vọng lấy lại của cải của mình và nghĩ rằng của cải mà ta đem gửi cho ông A giữ hộ trước kia bây giờ xem như đã mất rồi. Như vậy, ông A nhận giữ hộ của cải của ông B rồi chiếm đoạt của cải ấy. Ông A hội đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 1.4. Y rí và bả thá ví cô bả ná á đình na đà ná. Chủ nhân đang ngồi hoặc đang nằm hoặc đang đứng tại nơi của cải tài sản của mình. Người trộm cướp muốn chiếm đoạt số của cải tài sản ấy, nên đã hăm dọa người chủ nhân phải rời khỏi nơi ấy để y chiếm đoạt của cải ấy. Khi bắt buộc chủ nhân phải rời khỏi nơi ấy dù một hai bước, thì người trộm cướp ấy hội đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 1.5. Thana Chavana Adin Nadana. Các báu vật mà chủ nhân đặt để một nơi, kẻ trộm cướp nhìn thấy phát sinh tâm tham muốn trộm cắp báu vật ấy. Kẻ ấy chỉ cần di chuyển báu vật ấy rời khỏi vị trí chỗ cũ chút ít, thì kẻ ấy hợp đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 2. Ê cá phanh đá, bành chá cá. Trộm cắp những sinh vật có sinh mạng có 5 cách. 2.1. Adiyá ná, Adin Nadana. Người muốn chiếm đoạt những sinh vật có sinh mạng như các loài gia súc của người khác bằng cách thưa kiện. Đến khi chủ nhân của các loài gia súc kia nản lòng buông bỏ và nghĩ rằng đàn gia súc của ta chắc chắn sẽ thuộc về người khác. Như vậy, người chiếm đoạt hợp đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 2.2. Harana Adin Nadana. Một người làm thuê dắt con bò đi đến một nơi đã định. Trên đường đi, người ấy phát sinh tâm tham muốn chiếm đoạt con bò ấy trở thành của mình. Sau khi suy nghĩ xong, người ấy chỉ cần dắt bò đi theo con đường khác hoặc có ý trao từ tay này sang tay khác. Như vậy, người làm thuê ấy đã hợp đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 2.3. Avaharana Adin Nadana. Ông A nhận giữ hộ con bò của ông B. Về sau, ông B đến gặp ông A xin nhận lại con bò mà trước đây ông đã nhờ ông A giữ hộ. Nhưng ông A có tâm tham muốn chiếm đoạt con bò của ông B, nên ông A đã phủ nhận rằng: "Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ con bò của ông." Khi ông B không còn hy vọng nhận lại con bò của mình được nữa, thì nghĩ rằng chắc chắn ta không thể lấy lại con bò được. Như vậy, ông A đã nhận giữ hộ con bò mà không chịu trả lại, hợp đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 2.4. Ý rí và bả thá ví cô bả ná á đình na đà ná. Người hoặc trâu bò đang đi đứng nằm tại một địa điểm nào đó. Người có tâm tham muốn bắt cóc người để dụ lợi hoặc bắt trộm trâu bò dắt đi bán. Khi người hoặc trâu bò chỉ cần bị di chuyển một hai bước khỏi nơi ấy mà thôi, người ấy đã hợp đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 2.5. Thana Chavana Adin Nadana. Chủ nhân đang nhốt trâu bò ở trong chuồng. Người có tâm tham muốn dắt trộm trâu bò ra khỏi chuồng. Khi trâu bò bị dắt ra khỏi chuồng một hai bước mà thôi, là người ấy đã hợp đủ 5 chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 3. Sa há thí cá banh chá cá. Chính từ bình trộm cắp có 5 cách. 3.1.
Sa Khi Cá Á Đình Na Đa Ná, chính tự mình trộm cắp của cải, tài sản của người khác. Như vậy, người ấy hợp đủ năm chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 3.2. Aná Tí Cá Á Đình Na Đa Ná, sai khiến người khác đi trộm cắp của cải tài sản của người khác, và người bị sai đi đã trộm cắp của cải tài sản ấy. Như vậy, người sai kiến hợp đủ năm chi pháp phạm điều giới trộm cắp, và người bị sai cũng phạm điều giới trộm cắp. 3.3. Nít Sát Ý Giá Á Đình Na Đa Ná, giấu hàng hóa để trốn thuế. Như vậy, người giấu hàng hóa ấy hợp đủ năm chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 3.4. Á Thá Sa Thá Cá Á Đình Na Đa Ná, người ra lệnh cho nhóm thuộc hạ tay sai đi trộm cắp của cải của người khác. Nếu khi có cơ hội, không hạn định thời gian, và nhóm thuộc hạ đã đi trộm cắp của cải ấy. Như vậy, người ra lệnh phạm điều giới trộm cắp, và nhóm thuộc hạ cũng phạm điều giới trộm cắp. 3.5. Tu Ra Nít Khê Bá Á Đình Na Đa Ná, người vay mượn tiền của người khác hoặc dân lãnh cất giữ tài sản của cải của người khác. Khi người chủ nhân đến đòi nợ hoặc xin nhận lại tài sản của cải đã gửi gắm, người vay mượn, quan nợ hoặc người nhận lãnh cất giữ của cải từ chối rằng: tôi không hề vay mượn tiền của ông, hoặc tôi không hề nhận lãnh cất giữ tài sản của cải cho ông. Người chủ nhân quyết định buông bỏ rằng: tiền của hoặc tài sản của cải của ta chắc chắn đã bị người ấy chiếm đoạt rồi. Ngay khi ấy, người vay mượn tiền của hoặc người nhận lãnh cất giữ của cải mà không trả lại, hợp đủ năm chi pháp phạm điều giới trộm cắp. 4. Búp Bá Bá Vô Gia Bánh Chả Cá, phạm điều giới trộm cắp trước khi lấy trộm tài sản của cải của người khác có 5 cách. 4.1. Búp Bá Bá Vô Gia Á Đình Na Đa Ná, người đã lệnh cho người khác đi trộm cắp rằng: bằng mọi cách người phải trộm cắp cho được của cải ấy. Khi ra lệnh xong, người ấy phạm điều giới trộm cắp ngay khi ấy. 4.2. Sa Há Bá Vô Giá Á Đình Na Đa Ná, người nào phát sinh tâm trộm cắp tài sản của cải của người khác, đồng thời cố gắng di chuyển tài sản của cải ra khỏi chỗ cũ, người ấy phạm điều giới trộm cắp. Người nào phát sinh tâm gian lận lấn chiếm đất đai của người khác, đồng thời cố gắng dời cột mốc ranh giới sang phần đất của người bên cạnh, người ấy phạm điều giới trộm cắp. 4.3. Sang Phí Đa Vá Ha Rá Á Đình Na Đa Ná, một nhóm người từ 2 người trở lên hợp thành nhóm cùng nhau đi trộm cướp. Trong nhóm người ấy, nếu có một người nào trộm cướp được của cải tài sản của người khác, thì cả nhóm người ấy đều phạm điều giới trộm cắp. 4.4. Sang Kê Lá Cầm Má Á Đình Na Đa Ná, người sai khiến bọn thuộc hạ đi trộm cắp có quy định thời gian rõ ràng, ví dụ vào lúc nửa đêm, 24 giờ chẳng hạn. Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm cắp đúng theo giờ quy định 24 giờ, thì người sai khiến phạm điều giới trộm cắp, và bọn thuộc hạ cũng phạm điều giới trộm cắp. Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm cắp vào lúc thời gian sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định, trước hoặc sau 24 giờ, thì người sai khiến không phạm điều giới trộm cắp, chỉ có bọn thuộc hạ phạm điều giới trộm cắp mà thôi. 4.5. Nimit Tá Cầm Mã Á Đình Na Đa Ná, người sai khiến bọn thuộc hạ đi trộm cắp theo hiệu lệnh như vỗ tay, huýt gió để thực hiện hành động trộm cắp. Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm cắp đúng theo hiệu lệnh, thì người sai khiến phạm điều giới trộm cắp, và bọn thuộc hạ cũng phạm điều giới trộm cắp. Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm cắp mà không theo hiệu lệnh đã quy định, thì người sai khiến không phạm điều giới trộm cắp, chỉ có bọn thuộc hạ phạm điều giới trộm cắp mà thôi. 5. Thay Gia Vá Hà Rá Banh Cha Cá, trộm cắp bằng cách lừa bịp có 5 cách. 5.1. Thay Gia Vá Hà Rá Á Đình Na Đa Ná, người bán hàng cân hàng quá thiếu, bán đồ giả, buôn bán hàng lậu, trốn thuế, người ấy phạm điều giới trộm cắp. 5.2. Bá Xây Hà Rá Á Đình Na Đa Ná, người dùng vũ khí, súng dao để hăm dọa người khác, bắt buộc người khác phải trao của cải vàng bạc, người ấy phạm điều giới trộm cắp. 5.3. Bá Rí Cấp Ba Vá Hà Rá Á Đình Na Đa Ná, người muốn trộm cắp một thứ nào đó, dù đã được thứ ấy hoặc được một thứ nào khác mà vẫn hài lòng, thì người ấy phạm điều giới trộm cắp. 5.4.
Bhatichana Vahara Adin Nadana. Một người vào nhà người khác, nhìn thấy món đồ quý giá, nhẫn kim cương hột xoàn vân vân mà người chủ để trên bàn, người ấy phát sinh tâm tham, muốn chiếm đoạt món đồ ấy trở thành của mình, nên đã lấy món đồ ấy đem giấu kín một nơi khác, chờ cơ hội người chủ đi khỏi nơi đó mới lấy món đồ ấy đem đi. Trong khi lấy món đồ ấy đem giấu kín một nơi, người ấy chưa phạm điều giới trộm cắp. Đến khi người chủ tìm không thấy món đồ của mình, do công việc gấp phải đi khỏi nơi đó và có ý định sau khi xong công việc sẽ trở lại tìm kỹ hơn. Khi người chủ rời khỏi nơi đó rồi, người trộm cắp lấy món đồ ấy, người ấy phạm điều giới trộm cắp. 5.5 Kusavahara Adin Nadana. Trộm cắp lấy món đồ quý giá của người khác rồi thay thế vào đó món đồ không giá trị của mình. Ví dụ, một người lấy chiếc đồng hồ đắt giá của người khác rồi thay thế vào đó một chiếc đồng hồ xấu rẻ tiền của mình. Hoặc có hai gói quà, một gói có tên của mình và một gói là tên của người khác. Người ấy nhìn thấy gói quà có tên của người khác gồm các món đồ quý giá, còn gói quà có tên của mình gồm các món đồ tầm thường, nên người ấy liền bóc miếng giấy ghi tên của mình gắn vào gói quà của người khác và bóc miếng giấy ghi tên của người khác gắn vào gói quà của mình, vân vân. Người có tâm tham thay đổi món đồ xấu lấy đồ tốt, hoặc thay đổi tên của mình thế vào chỗ tên của người khác, người ấy phạm điều giới trộm cắp. Phạm điều giới, không phạm điều giới trộm cắp. Để biết có phạm điều giới trộm cắp hay không phạm điều giới trộm cắp thì căn cứ vào tác ý Chetana. Nếu người có tác ý trong bất thiện tâm hợp đủ 5 chi pháp của điều giới trộm cắp thì phạm điều giới trộm cắp. Nếu có tác ý trong bất thiện tâm mà không đủ chi pháp của điều giới trộm cắp thì không phạm điều giới trộm cắp. Ví dụ, nhìn thấy con mèo cắn chết con gà của người khác, người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra để cho y ăn thịt. Vậy người ấy đã phạm điều giới trộm cắp. Nhưng khi nhìn thấy con mèo bắt con gà còn sống, người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra để cứu mạng con gà, không cho con mèo ăn thịt con gà. Vậy người ấy không phạm điều giới trộm cắp mà còn tạo được phước thiện cứu mạng. Trường hợp ông Bà La Môn Dona, người đứng ra làm trung gian phân chia xá lợi của Đức Phật Gautama cho các nước lớn. Đức vua mỗi nước thỉnh xá lợi Phật đem về rồi tạo ngôi bảo tháp để tôn thờ xá lợi Đức Phật. Trong khi phân chia xá lợi Đức Phật, ông Bà La Môn Dona thỉnh xá lợi răng nhọn giấu kính trên đầu tóc của mình để tôn thờ. Đức vua trời Sắc Cá trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên nhìn thấy suy xét rằng ông Bà La Môn Dona không thể có một ngôi bảo tháp xứng đáng để tôn thờ xá lợi răng nhọn của Đức Phật. Ta nên hiện xuống thỉnh xá lợi răng nhọn về cõi trời này. Suy nghĩ xong, Đức vua trời Sắc Cá hiện xuống cõi người, thỉnh xá lợi răng nhọn từ trên đầu tóc của ông Bà La Môn Dona mà ông chẳng hề hay biết. Đức vua trời Sắc Cá thỉnh về tôn thờ trong ngôi bảo tháp Kula Ma Ni tại cung trời Tam Thập Tam Thiên để cho toàn thể chư thiên lễ bái cúng dường. Như vậy, Đức vua trời Sắc Cá không phạm điều giới trộm cắp, bởi vì Đức vua trời là bậc thánh nhập lưu, có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm cung kính, có giới đức hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, nên chỉ có nhiều phước thiện cung kính mà thôi. Như vậy, người phạm điều giới trộm cắp hay không phạm điều giới trộm cắp do căn cứ vào tác ý Chetana là chính. Nếu người có tác ý tâm sở đồng sinh với bất thiện tâm rồi tạo ác nghiệp trộm cắp do thân hoặc khẩu thì phạm điều giới trộm cắp. Nhưng nếu người có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm rồi tạo đại thiện nghiệp do thân hoặc khẩu thì không phạm điều giới mà chỉ tạo đại thiện nghiệp mà thôi. Cho nên để biết người nào có phạm điều giới hoặc không phạm điều giới thì nên hỏi rõ người ấy có tác ý như thế nào rồi mới quyết định phạm điều giới hay không phạm.